Ok, chào các bạn. Thì mình xin lỗi vì hôm trước cái bài thứ hai thì mình để hướng dẫn các bạn về cái lệnh revert, nhưng mà cái lệnh đó chúng ta chỉ dùng khi mà chúng ta đã up project trên GitHub rồi và chia sẻ với em tôi sử dụng project theo nhóm ấy. Về cái lệnh đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong bài sau. Còn bài hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn có cách tức là để push một project lên trên GitHub cũng như là clone một cái project từ GitHub về máy của các bạn để mà cái hình lại như cũ nhé. Đây, cũng như trong bài hôm trước chúng ta đã dừng ở cái việc là chúng ta tạo được một cái local repo này rồi. Hôm nay chúng ta sẽ làm sao để đẩy cái project đó lên trên một cái gọi là remote repository này để ta chia sẻ cho người cho mọi người ạ, cho bạn bè hay là cho các bạn trong nhóm. Cho nên mình sẽ hướng dẫn các bạn clone về luôn. Ok, cho nó mở cái project trước nhé. Đây, bạn vào trong project này, con chọn chuột phải, ấn git pass. Đây, các bạn check trạng thái của nó, list status nothing to commit working tree green. Ok, vậy là chúng ta có thể push được rồi. Thì đầu tiên các bạn là bạn vào GitHub cho mình, vào GitHub để chúng ta tạo một cái repository mới. Click vào New Repository ở đây. Ví dụ mình sẽ tạo một cái repo nó test nhé. Test đi. Ấn Create. Rồi. Các bạn hình dung là chúng ta cần phải tạo một cái repo, một kho trên trên repo này trước, trên GitHub trước. Đấy. Sau đó chúng ta mới đẩy project đó lên trên cái repo này. Đây mình đã tạo cái xong một cái repo tên là test. Và đây các bạn để ý nhé, cái đường dẫn của nó đây. Các bạn để ý đây là HTTPS. Đường dẫn của nó, các bạn copy. Rồi, về lại cái comment này của chúng ta. Thì đây chúng ta bắt đầu push lên. Mình không nhớ chính xác thì mình sẽ gõ cái này để nó gợi ý đã. Ok. Theo nó thì nó sẽ phải git remote. Các bạn gọi cho mình nhé, remote add add name ở đây trên cái name của project này, project chúng ta muốn đẩy lên name ở đây chúng ta là git project. Đường dẫn chúng ta chính là cái đường dẫn vừa rồi chúng ta copy đấy, gọi chuột phải paste nó vào, enter. Tiếp theo git push project đó, git project, enter. Ở đây nó yêu cầu mình phải set branch của nó thì chúng ta gọi theo nó vậy, git push set upstream git project master enter. Ok đấy, và đợi một chút để nó sẽ đẩy lên. Đơn, đơn, đó. Vậy nó đã đẩy lên github.com đây, đẩy lên cái đường dẫn của chúng ta, đẩy lên cái repo của chúng ta rồi. Các bạn vào GitHub và các bạn nốt lại cái repo này xem đã được chưa. Đó, vậy là chúng ta đã, các bạn thấy không ạ, chúng ta đã đẩy được cái project của chúng ta gồm ba cái file test trên readme lên cái repo test của GitHub rồi. Đây, đã đẩy được nó lên đó. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn các bạn cách để clone một cái project từ GitHub về. Ví dụ như đây, ví dụ đây mình tạo một cái project nhé. Xem mình có project nào đây, nên luôn cái này nhỉ. Nói cái này, ví dụ như mình nói cái này đi nhá, cho nó thân thuộc. Thí dụ đi, bây giờ mình muốn ví dụ như là một cái project trên GitHub, bây giờ mình muốn lấy một cuốn sách này về chẳng hạn, thì bạn vào cái mục này chọn cho mình, nhớ là để là HTTPS, copy cái đường dẫn này về. Rồi bây giờ các bạn về máy tính của mình, các bạn muốn clone nó về đâu, về thư mục nào cho máy tính của bạn, thì ở đây mình muốn clone nó về thư mục desktop thôi, ngay tại desktop cũng được. Đấy. Thì mình ấn chuột phải, chọn git path here,
Rồi, thì bạn gọi công lệnh git cron chuột phải và paste cái project, paste cái đường dẫn vào, enter. Đây nó sẽ sinh ra cho mình một cái thư mục tên trùng với cái tên của cái repo ấy luôn, tên trùng với cái tên của repo này. Đấy, ngay tại trên laptop của ta đúng không ạ? Rồi, thì các bạn vào thư mục này, vào thư mục các bạn thấy ạ. Đó, đây là cái mà ta đã còn được về. Thì sự bây giờ các bạn muốn cận chỉnh sửa nhé. Bây giờ các bạn chỉnh sửa một chút cho bạn. Test một chẳng hạn. Thế mình thay đổi ấy, mình thay đổi một số thông số tự mình. Sau khi mình con về chúng ta làm việc trên máy tính của chúng ta. Đấy, xong giờ chúng ta muốn push nó lên. Đấy, thì chúng ta làm nào? Thì vừa rồi mình đã làm việc xong chẳng hạn. Bây giờ mình ok. Các bạn gõ gậy cái status. Cái này là cái phần này. Đây. This part here. This status. Đó. Thì đây nó bỏ là về cái file modify thực là cái file test xem tích cái t đó. Thì cái này mình vừa chỉnh sửa. Đấy. Bây giờ các bạn nếu bạn trước tiên các bạn muốn push, trước khi push các bạn phải bây giờ các bạn phải add nó vào. Add. Các bạn phải add test chấm txt hoặc đây mình phải add chấm thì add tất cả thì mới thay đổi. Rồi giờ các bạn lại git status xem là được chưa. Ok, vậy chúng ta bây giờ nó đã xanh rồi, bây giờ các bạn phải commit nó lên. Git commit chữ m. Đây mình kia commit test chấm txt ạ. Enter. Ok. Git status. Rồi, nothing to commit, cooking git tree clean rồi. Bây giờ chúng ta có thể đẩy nó lên, lại đẩy lên thành GitHub. Đẩy lên, push. Đó. Ok, vậy là nó thông báo là nó đẩy lên rồi. Nó đẩy lên rồi. Đó. Giờ các bạn vào đây nhé. Các bạn vào đây. Ok, bạn đi reload lại cái trang này. Rồi, các bạn vào lại cái trang test của, và cái file test chúng ta xem nó thay đổi chưa. Đó, nó đã thay đổi. Test 1. Đúng không ạ? Ok, vậy bài hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn cái cách đó là để push một cái project từ local lên trên GitHub. Và tiếp theo là clone một cái project từ GitHub về máy tính. Được chưa? Thì bài tiếp theo thì mình sẽ các bạn chi tiết hơn một số cái công lệnh khác, cũng như là cái cách mà để chúng ta backup lại cái project tại thời điểm nào đó. Đấy. Và cái cách làm việc nhóm trên GitHub. Rồi, video mình sẽ dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn.